Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Do có mâu thuẫn với cấp dưới, Phạm Hoàng Long, cựu trung tá công an, tổng giám đốc một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, đã nhiều lần thuê cười tạt axit và nước sôi vào hai đồng nghiệp. Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Long, 45 tuổi, chú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cựu trung tá công an, tổng giám đốc doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, 3 năm tù, về tội cố ý gây thương tích cùng tội danh nêu trên bị cáo Nguyễn Hiền Bàng 34 tuổi, Nguyễn Hoàng Sơn 24 tuổi và Nguyễn Quốc Ngọc 31 tuổi bị phạt lần lượt 30 tháng, 20 tháng tù và 2 năm tù. Theo hồ sơ vụ án năm 2017 và 2019, bị cáo Long lần lượt được bổ nhiệm chức vụ giám đốc và tổng giám đốc của hai công ty đều thuộc Bộ Công an. Trong quá trình điều tra, do có mâu thuẫn với thuộc cấp, Long bực tức, nhiều lần thuê bàng trả thù. Vụ thứ nhất sau khi nhận lời Long, khoảng tháng 5 năm 2019, Bàng nhờ một đàn em theo dõi đặc điểm quy luật đi lại của bà CMH, 45 tuổi, chú quận Long Biên, cấp dưới của Long. Cùng với đó, Bàng đã gọi hai người khác đi tạt nước nóng vào người bà H. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2019, hai người này mang dầu ăn trộn nước nóng đổ vào mặt cổ bà H, khiến cho nạn nhân bỏng nặng, tổn hại 25% sức khỏe. Vụ thứ hai, theo chỉ đạo của Phạm Hoàng Long, bàng đã nhờ Lê Đăng Luân, 31 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, gây thương tích cho ông TVD, trú tại quận Hà Đông, cấp dưới của Long bằng axit. Theo đó, ông D đã hai lần bị tạt axit HCI vào các ngày 27 tháng 12 năm 2019 và 29 tháng 12 năm 2019 tại khu vực phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, chịu tổn thương sức khỏe là 5%. Theo trình báo của các nạn nhân, đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, Phạm Hoàng Long bị công an thành phố Hà Nội bắt. Các bị cáo còn lại ra đầu thú và bị công an bắt. Tại phiên tòa vào ngày 21 tháng 10, bị cáo Long thừa nhận toàn bộ cáo buộc và bị cáo cho rằng chỉ nhờ cảnh cáo chứ không trực tiếp chỉ đạo cách thức hay muốn làm tổn thương quá nặng đến hai bị hại. Bị cáo nói do có những hiểu lầm trong công việc nên bị cáo tức giận và đã ba lần nhờ đàn em xã hội dàn mặt hai cấp dưới. Tại phiên xét xử, ông Đê xin rút đơn yêu cầu khởi tố và được hội đồng xét xử chấp nhận. Do đó, tòa chỉ xét xử hành vi của bốn bị cáo trong vụ hành hung bà Hát. Tại phiên tòa, bà Hát cho rằng hành vi của các bị cáo không chỉ gây tổn thương thể chất, mà bà Hát còn bị đồn thổi, là ngoại tình, bị đánh ghen. Sự việc xảy ra đã lâu, tôi đã tha thứ, mong rằng tòa án lương tâm sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất mà Long sẽ phải chịu. Tô vẽ hình tượng để kêu oan và bẻ lái vụ án tô vẽ hình tượng, tung tin giả để bẻ lái vụ án kêu oan cho các đối tượng phạm tội, xâm phạm an ninh quốc gia khi bị xử lý trước pháp luật, đã trở thành chiêu trò quen thuộc của các nhà dân chủ giả hiệu và số đài báo thiếu thiện trí với Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng mượn gió bẻ măng, lợi dụng quá trình xét xử nhằm tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ ngành tư pháp và chế độ. Màn dọn đường kêu oan trước khi diễn ra phiên tòa xét xử thủ đoạn này được các đối tượng xưng danh dân chủ diễn đi diễn lại nhiều lần giống như một cái máy dập khuôn cùng chung một kịch bản thế nhưng dù các đối tượng đã dở đủ trò rêu rao khắp các trang mạng xã hội để chính trị hóa vụ án với hy vọng vớt phát tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận song không đem lại kết quả rốt cuộc chỉ là những màn tấu hài tung hứng kịch cỡm điển hình như vừa qua, trước thông tin tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ngày mùng 4 tháng 11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Đoan Trang, sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa Hà Nội về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đối tượng lại gây nhiễu thông tin với hàng loạt bài viết bóp méo sự thật. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Trang đã phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền với luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Phạm Thị Đoan Trang xác nhận mình là tác giả của báo cáo nghiên cứu về luật tín ngưỡng tôn giáo. Trang cùng nhóm tác giả viết báo cáo này bằng tiếng Anh, sau đó dịch ra tiếng Việt và đăng tải trên trang điện tử do chính mình lập ra. Tuy nhiên, những thông tin mà các trang mạng chống phá đưa ra lại coi Phạm Thị Đoan Trang như là nhà báo tiêu biểu đấu tranh cho tiến bộ, dân chủ. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao đã lên kế hoạch đưa ra xét xử, phiên xử phúc thẩm về tội danh, làm, tàng trữ, phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước đối với Cấn Thị Theo, Trịnh Bá Tư. Thí như một phản xạ, các đối tượng chống đối và những tờ báo thiếu thiện trí đã ngay lập tức có những động thái nhằm kêu oan cho hai bị cáo, đồng thời tìm mọi lý do để phá hoại phiên tòa xét xử để dọn đường cho màn kêu oan của hai đối tượng trên. Trước mỗi phiên tòa xét xử, các đối tượng chống phá đồng loạt chia sẻ, lặp đi lặp lại các bài viết nhằm ca ngợi tung hô, cổ suý hành động phạm tội của các bị cáo và tô vẽ hình tượng khi dùng những lời lẽ có cánh để ca ngợi, suy tôn bị cáo như những người anh hùng, dám xả thân, đấu tranh đòi công lý. Họ sâu chuỗi một loạt các thành tích bất hào của Cấn Thị Theo, Trịnh Bá Tư để xây dựng nền hình mẫu một con người dân oan ở khu vực Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, với những lời ví von rất mỹ miều trang fanpage của Việt Tân tô vẽ, cấn thị theo người hùng dân oan bất khuất và cho rằng họ là nạn nhân của chế độ. Đúng là một trò hề mà các đối tượng theo dệt trên mạng xã hội. Thực tế, các hành động của Cấn Thị Theo suốt nhiều năm qua đã cho thấy rõ bản chất của một kẻ chống phá nhà nước. Chỉ vì lợi ích vật chất mà các đối tượng xấu dụ dỗ những lời hứa hẹn trên mây, nên Cấn Thị Theo từ người nông dân bình thường đã trở thành con rối dưới vỏ bọc của một người dân oan với vai trò là ngọn cờ trong một hội tự xưng là nhóm dân oan cấn thị theo không chỉ kích động nhiều người dân dương nội mà bà ta còn lôi kéo cả hai người con trai tham gia hoạt động gây dối an ninh trật tự trên địa bàn hà nội với những hành động đó hậu quả là cả ba mẹ con đều xa vào vòng lao lý thế nhưng qua ngòi bút của những kẻ miệng lưỡi không xương đối tượng đã được phù phép bởi những ngôn từ có cánh rồi trở thành một người hùng là biểu tượng của những người phụ nữ việt nam như một cách đối tượng tung hứng ca ngợi sự thật là dù các đối tượng có tìm mọi cách để ngụy tạo chứng cứ, nhưng không thể che phủ các hành động phạm tội của Cấn Thị Theo và Trịnh Bá Tư suốt nhiều năm qua. Theo hồ sơ vụ án, do có tư tưởng tiêu cực bất mãn nên trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến ngày 14 tháng 1 năm 2020, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Theo đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các video vi phạm của Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Theo phát đăng tải đã được nhiều đối tượng có tư tưởng chống đối chế độ, chống nhà nước theo dõi và bình luận bôi nhọ xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây tư tưởng hoang mang trong nhân dân. Đáng nói các đối tượng này còn đăng phát cả những video chứa nội dung kêu gọi kích động nhân dân chống chính quyền, đưa thông tin xuyên tạc về vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội, vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức, các ngành, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, ông Đoàn Văn Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nam thanh niên bị cây xanh gãy đổ và đè trúng khi đang lưu thông trong mưa bão, đã qua đời sau một ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó ngày 17 tháng 10, anh Trần Nhân Lợi Em, sinh năm 1993, chú tổ dân phố Đức Nam Trung, thị trấn Phú Đa, đi từ hướng huyện Phong Điền vào thành phố Huế. Khi xe đang lưu thông trên tuyến đường Lê Duẩn, thành phố Huế, thì bất ngờ bị một cây xanh bên đường gãy đổ, đè trúng người và bất tỉnh. Anh Lợi Em được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã qua đời sau một ngày điều trị. Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 17 tháng 10. Cây bị gãy đổ có đường kính khoảng 40cm và nguyên nhân là do mưa to gió lớn. Đại diện Trung tâm Cây Xanh Huế cho biết đã cử người đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Ông Đoàn Văn Sĩ cho biết anh Lợi Em làm nghề lái máy xúc, có hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương. Theo ông Sĩ, gia đình nạn nhân phản ánh trước khi rời nhà đi ra huyện Phong Điền, anh này có mang theo hơn 30 triệu đồng để giải quyết công việc và bỏ tiền trong cốc xe máy. Khi tai nạn xảy ra, cốc xe máy bị hư hỏng và số tiền hơn 30 triệu đồng đã bị người khác lấy mất. Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa cho biết hiện đã thông báo rộng rãi sự việc và vào cuộc tìm hiểu thực hư thông tin nạn nhân mất hơn 30 triệu đồng mà gia đình đã cung cấp. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Chiều qua, công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc An, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Bị can Phan Ngọc An là trưởng phòng giao dịch công ty cổ phần kinh doanh tài chính S88, địa chỉ tại số 88 trên 4 khóm 2 phường 7, thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu, chuyên cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố. Trước đó vào ngày 22 tháng 8, An bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và lây lan sang một số nhân viên chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 trong lúc địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả điều tra dịch tễ còn cho thấy bệnh nhân An di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu xác định có 145 F0, 501 F1, 754 F2 liên quan đến bị can An. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã phải ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ thành phố Bạc Liêu để truy vết, tầm soát các trường hợp có liên quan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, An còn có hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh điểm mặt công ty xăng dầu buôn lậu xăng giả bị công an đồng nai sờ gáy mới đây công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam với mai thị dần giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc liên quan đến đường dây xăng giả do phan thanh hữu cầm đầu trước đó hàng loạt chủ doanh nghiệp đã bị khởi tố bắt tạm giam đồng thời tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của công ty hà lộc để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ Sáng cùng ngày, cảnh sát đã phong tỏa khám xét khẩn cấp công ty Hà Lộc tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực phía Nam. Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cơ quan công an cũng tiến hành niêm phong hàng chục bồn chứa khối lượng lớn xăng dầu. Bị can Mai Thị Dần được xác định là có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021. Quá trình điều tra đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan chuyên án 920G, trong đó nhiều bị can là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Vào sáng ngày 19 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét và bắt giữ ông Bùi Ngọc Toàn, chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn VTTM Phúc Đại An chủ công ty Phúc Đại An là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lâu năm ở Đồng Nai, bị bắt do có liên quan vụ pha chế và buôn lậu xăng giả trong chuyên án 920G mà Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và các tỉnh thành đang mở rộng điều tra. Cụ thể, ngày 18 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Như Mỹ, sinh năm 1968, Người đại diện doanh nghiệp Việt Khánh Anh để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô lớn trong chuyên án Công an Đồng Nai đang phối hợp với lực lượng của Bộ Công an triệt phá. Sáng ngày 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Long An khám xét trụ sở công ty xăng dầu Long An đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông lương đình tiến giám đốc công ty xăng dầu long an để điều tra về hành vi buôn lậu Ngày 29 tháng 3, công an Đồng Nai cùng cục cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ công an triển khai 6 tổ công tác phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Long An đồng loạt bao vây khám xét 6 địa điểm là trạm xăng trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Huỳnh Khang, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long, phường Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Phong và Ba được xác định là hai nghi can giữ vai trò điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên. Ngày 7 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Trần Huy Lập, tổng giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm để điều tra về hành vi buôn lậu. Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày từ tháng 8 năm 2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường. Cơ quan điều tra cho biết, kết quả giám định các mẫu nhiên liệu thu được đều là xăng giả. Thưa quý vị, nước ta đang bước vào mùa mưa bão. Dự báo mùa bão năm nay sẽ không khốc liệt và dị thường như năm 2020. Thế nhưng để sống chung được với lũ, chống chọi được với thiên tai, người dân Quảng Bình đã có nhiều sáng kiến độc đáo. Là vùng đất luôn luôn xảy ra mưa bão lớn nên người dân miền Trung và Quảng Bình đã có những sáng tạo để ứng phó với thiên tai mà sinh tồn. Hơn chục năm nay, vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện miền núi Minh Hóa đã không còn lo sợ khi mùa mưa lũ đến và đỉnh lũ ngập mái nhà đến vài mét nước. Bởi từ lâu, người dân vùng rốn lũ này đã tự làm hoặc được hỗ trợ hàng trăm nhà phao bè. Đó là những ngôi nhà rộng từ 15 đến 30 mét tùy theo từng hộ dân. Nhà được thiết kế chắc chắn nằm trên hệ thống phao là những thùng phi nhựa. Khi nước lũ dâng đến đâu thì nhà phao nổi lên đến đó tài sản lương thực vật nuôi được bà con đưa lên đó và an toàn trong những ngày mưa lũ. Vùng lũ xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, nhiều gia đình đã áp dụng kiểu nhà phao để chế những bè nổi làm nơi chất đồ đạc tài sản. Nước dâng, bè phao nổi, vậy là yên tâm. Nhà ông Lê Văn Thế, xã Tân Ninh có mái tôn chắc chắn. Trước lũ, ông kêu người phụ giúp, dùng tay treo hẳn mấy cái xe máy lên cao chạm mái tôn. Lũ năm ngoái, xe bị ngâm nước, tốn gần triệu bạc mới nổ máy được. Trong lũ năm nay, ông Tân xoa tay. Giờ thì khỏi lo, nước lũ vừa rút là hạ xe xuống để có phương tiện đi lại ngay và khỏi mất tiền bảo dưỡng. Thấy nhà ông cậu có nuôi mấy con heo nái, cứ đến mùa mưa lũ là lo cuống cuồng, sơ tán heo lên chỗ cao cho khỏi ngập. Anh Nguyễn Long, xã Hàm Ninh, hiến kế bảo cậu sửa lại cái chuồng heo, đào thấp xuống, dưới đó kê bốn cái thùng phi nhựa, rồi gác đá, lát sàn bình thường heo ở yên, khi lũ dâng, phao cùng dâng lên, heo ở trong chuồng cũng yên tâm. Anh Long hồ hởi, từ nay lũ có ngập mái nhà, chỉ có mấy con nái của cậu, vẫn cứ không bị ảnh hưởng gì. Lũ rút, chuồng từ từ hạ xuống trở lại bình thường thôi. Chúng tôi về xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, ghé thăm nhà ông Nguyễn Mậu Sơn để xem chiếc thuyền trị giá 2 triệu đồng lại rất hiệu quả của ông. Ông Sơn bảo, thấy lũ năm ngoái khủng khiếp quá, nhà ai cũng kêu cứu vì không có phương tiện. Sau mấy đêm suy tính, ông Sơn nhớ chuyện phao bè nên đi mua hơn chục ống nhựa loại tốt phi 90. Ống nhựa dài 4 mét, ông cắt nối thành 6 mét rồi ghép thành con thuyền. Phía sau đuôi thuyền được nối vắt ngược lên để khi cần là giáp máy đẩy vào cho thuận tiện. Những ống nhựa được kết nối bằng hệ thống kẹp thép chắc chắn, hai bên có kẹp chặt hai ống nước lớn, làm ống dám lắc cho con thuyền khỏi tròng chành. Khi sử dụng, trong lòng thuyền có thể lát tôn, ván hoặc tấm bạt dày là được, nước không vào lòng thuyền. Ưu điểm của con thuyền ống nhựa này là rất khó chìm và nếu nước làm đầy thì nó vẫn lập lờ nổi chứ không chìm nghỉm như thuyền tôn sắt. Người dân cũng đã dần quen sống chung với lũ. Sau cơn lũ lịch sử vào năm ngoái, nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm đã đầu tư cho các vùng dân cư, nhà cộng đồng tránh bão tránh lũ, nhà tránh lũ gia đình nên bà con đã có được nơi trú tránh an toàn. Khi lũ lớn, bà con không phải di rời xa nhà bà nguyễn thị lê ở xã tân ninh có bốn mẹ con và khá khó khăn năm ngoái trong lũ lớn đã phải kêu cứu lực lượng trong đêm băng lũ để đưa ba mẹ con lên trụ sở ủy ban nhân dân xã năm nay nhờ căn nhà tránh lũ nên cả nhà và mấy nhà hàng xóm dọn đến bà bộc bạch trong thôn có thêm nhà cộng đồng và mấy nhà tránh lũ mới nên bà con đỡ khổ rồi mọi người không phải kêu cứu và không phải di chuyển xa vất vả nhiều gia đình được thuyền hỗ trợ hoặc dành dụng thu nhập để mua sắm thuyền sử dụng khi lũ đến những vùng thấp lũ ở khu dân cư cũng đã có năm bảy con thuyền anh nguyễn văn thành ở hồng thủy lệ thủy chèo thuyền đi vận chuyển đồ đạc cho mấy gia đình ở xóm trước anh hồ hởi nếu mỗi xóm có hơn chục cái thuyền thì yên tâm lắm mỗi gia đình có thể hỗ trợ nhau lúc khó khăn khi nước dâng thì chỉ cần một lúc là di chuyển được người tài sản nhẹ đến nơi an toàn riêng thóc lúa xe cộ thì đã được kê cao trước đó rồi vùng lũ an ninh huyện quảng ninh cũng đã có cảnh sinh hoạt khác thay vì phải dọn hàng như trước thì bà con vẫn chủ động mua bán lương thực thực phẩm đồ sinh hoạt như bình thường trong gian hàng đã được bày trên sạp gỗ tre được kê lên bởi vật liệu xốp nổi trên đó là rau dưa đồ gia vị đồ khô đủ thứ bà con ai cần thì cứ trèo thuyền đến là cảnh mua bán diễn ra tấp nập bà nguyễn thị hải chủ sạp bán tạp hóa cười nói Bữa nay bà con biết cách rồi, bão thì mới thu xếp dọn, chứ lũ cao đến mấy cũng mua bán được. Rau xanh, thịt cá, gạo mắm được lấy từ chỗ không bị ngập về. Bà con có nhu cầu cứ bơi thuyền theo đường thôn đến là có đủ hết. Lũ lớn cũng không phải lo lắng nhiều như trước. Ở vùng trũng lệ thủy, bà con đã dùng phương pháp đóng nắp giếng để có nước sạch dùng khi nước lũ chưa rút. Nhà ông Đặng Văn Lý ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy có cái giếng sâu, nước ngọt, nước máy. Khi nước lũ chưa dâng, ông Lý lấy tấm ni lông phủ kín miệng giếng, rồi dùng dây cao su buộc chặt lại. Khi nước lũ vừa rút thấp hơn miệng giếng nước là ông lội ra tháo tấm ni lông. Nước trong giếng vẫn trong mát, nhiều nhà trong thôn không có giếng cứ lội đến lấy về dùng thoải mái. Ông Lý bảo, trước đây không làm vậy, khi lũ rút phải khâu giếng rồi vệ sinh bằng thuốc Chloramin mới dùng được, nay thì khỏe rồi. Với cách này không còn nỗi lo thiếu nước sạch. Thưa quý vị, Lũ năm nào cũng tới và để lại không ít những hậu quả nặng nề, nhưng giờ đây người dân đã chủ động hơn, bình tĩnh hơn trong cách ứng phó với mưa lũ. Cứ qua mỗi trận lũ thì bà con miền Trung lại càng nhiều kinh nghiệm để sống chung với lũ lụt theo cách bốn tại chỗ. Mong rằng thiên tai sẽ bớt khắc nghiệt hơn, mưa lũ sẽ không còn nhấn chìm tất cả để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Nghệ An hé lộ thủ đoạn cán bộ xã ăn chặn tiền báo lũ của người dân. Quá trình chi trả, người dân phát hiện có nhiều khuất tất. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ chủ tịch xã cùng cán bộ địa chính. Ngày 18 tháng 10, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, trưởng công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến việc hỗ trợ và chi trả tiền hỗ trợ người dân, cơ sở nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại bởi thiên tai trong năm 2020. Trong đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1981, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Phan Thị Hoài, sinh năm 1992, là cán bộ địa chính nông nghiệp xã và bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1968, phó thôn 7, xã Khai Sơn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo tài liệu, năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi lụt bão dẫn đến việc nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn ngập lụt gây ra. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 993 tỷ 078 triệu 415 000 đồng và được Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn đồng ý giải quyết kinh phí. Các cơ sở sản xuất hộ bị thiệt hại được hỗ trợ cây công nghiệp với diện tích thiệt hại 30 đến 70% là 8,435 ha và cây ăn quả 3,15 ha là 38 hộ. Cây công nghiệp diện tích thiệt hại trên 70% có 11 hộ. Ngô và rau màu các loại 0,85 ha có 17 hộ. Nuôi trồng thủy sản có 178 hộ, trong đó diện tích ao hồ nhỏ dưới 70% là 48,5074 ha. Diện tích thiệt hại cá lúa trên 70% là 33,3 ha. Về chăn nuôi, có 58 hộ, trong đó gia cầm 28 ngày tuổi có 5.081 con, lợn trên 28 ngày tuổi có 62 con, lợn nái và lợn đực đang khai thác là 2 con. Việc chi trả bắt đầu từ tháng 8 năm 2021, tuy nhiên quá trình chi trả xuất hiện nhiều vấn đề bất thường. Người dân phát hiện số thực nhận ít hơn số tiền thực tế được duyệt theo danh sách. Nhiều trường hợp một người lại có tên trong danh sách hỗ trợ ở hai sóng khác nhau. Đơn cử hộ ông TVL có hộ khẩu thực tế ở thôn 1 có trong danh sách hỗ trợ số tiền là 5.250.000 đồng, tại thôn 3 có danh sách nhận là 500.000 đồng. Hộ ông NTH có hậu khẩu tại thôn 1 có trong danh sách nhận tiền là 500.000 đồng, nhưng trong danh sách tại thôn 3 cũng có trong danh sách nhận số tiền là 500.000 đồng. Ngoài ra, người dân còn phản ánh có hai người không nuôi cá nhưng vẫn có trong danh sách hỗ trợ thiệt hại do nuôi trồng thủy sản. Đó là ông NTC có hậu khẩu tại thôn 4 xã Khai Sơn có trong danh sách nhận số tiền 41.890.000 đồng. Bà NTH cũng có hộ khẩu tại thôn 4 có trong danh sách nhận số tiền 31 triệu 950 nghìn đồng, cho dân ký vào giấy trắng để cắt giảm tiền. Từ thông tin trên, Công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc điều tra và phát hiện có nhiều nghi vấn trong quá trình hỗ trợ cho các cơ sở hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông nghiệp ở xã Khai Sơn. Ngay sau đó, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến đã chỉ đạo cán bộ vào cuộc nắm bắt thông tin của dư luận, thu thập tài liệu chứng cứ và nhanh chóng tiến hành các hoạt động tố tụng, truy cứu trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Một điều tra viên cho biết, các đối tượng đã không niêm yết công khai danh sách hỗ trợ cụ thể nên nhiều người dân không biết gia đình được hỗ trợ bao nhiêu tiền. Cũng vì vậy, Phan Thị Hoài là cán bộ địa chính nông nghiệp xã phụ trách việc chi trả đã yêu cầu người dân ký vào 3 tờ giấy. Trong đó chỉ có một tờ ghi số tiền, còn lại là giấy trắng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Phan Thị Hoài đã cấu kết với bà Nguyễn Thị Liên, phó thôn 7 để trục lợi từ tiền hỗ trợ. Sau khi hoàn thành việc này, đối tượng đã đưa cho bà Liên 12 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi củng cố hồ sơ, sáng ngày 18 tháng 10, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tiến hành bắt giam các đối tượng trên, tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng, cơ quan chức năng thu được nhiều tài liệu liên quan. Thời điểm này, các đối tượng đang tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ bão lụt cho thôn 9 bằng thủ đoạn trên. Liên quan đến vụ án, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn xác nhận có sự việc cán bộ xã Khai Sơn bị khởi tố điều tra vì liên quan công tác chi trả chế độ hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất sau bão lũ cho người dân năm 2020. Lãnh đạo huyện Anh Sơn cũng cho biết, hiện nay huyện đã đình chỉ công tác đối với hai cán bộ xã Khai Sơn có liên quan. Vụ việc đã được công an huyện Anh Sơn khởi tố và đang tiến hành công tác điều tra theo quy định. Mọi thông tin liên quan hiện đang chờ kết luận của cơ quan công an. Ông Quyền nói để xảy ra sai phạm trong hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và công chức địa chính xã ở Nghệ An đã bị khởi tố bắt tạm giam. Cụ thể vào chiều qua ông Hoàng Quyền, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn Nghệ An xác nhận, sáng cùng ngày công an huyện Anh Sơn đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 40 tuổi, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng một thuộc cấp của bà Ánh là bà Phan Thị Hoài, công chức địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn, cũng bị bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai cán bộ bị bắt trên để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai vào năm 2020 cho người dân trong xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn đã nhận được thông tin từ người dân về những dấu hiệu sai phạm trong thực thi chi trả kinh phí hỗ trợ, khôi phục sản xuất sau mưa lũ cho người dân ở xã Khai Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ. Vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan công an. Trước đó vào ngày 30 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Khai Sơn có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn hỗ trợ 993 triệu đồng để khắc phục thiên tai. Sau đó Ủy ban nhân dân xã Khai Sơn đã lập hồ sơ thủ tục hỗ trợ sai quy định, đặc biệt là quá trình chi trả đã tự ý điều chỉnh, cắt giảm tiền nhà nước đã quyết định hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại ngoài ra việc kê khai của một số hộ dân xuất hiện và lặp lại ở hai xóm khác nhau khiến số tiền được hỗ trợ tăng lên trong khi người dân cho biết họ chỉ nhận được một lần hỗ trợ được biết số tiền sai phạm trong vụ việc này là hàng trăm triệu đồng